anh đi nghỉ xíu lặng hết bạc liền. Đúng rồi. Cái này đi đường có điện nhà, đi chặt điện chặt. Xíu nữa em điện. Hôm nay là thất dịp 2, 4, 6, 7. Cái này cũng phân bố trên vùng rất là nhiều. Căn tươi á, căn cũ á, một cũ ra được một căn, một bụi ra được một căn. Đẹp. Đâu, thôi mình đi xuống đây được xem. Mở khóa đi. Đi qua bên kia kìa. Cái này cây này cỡ 10 đến 12 năm. 12 năm. Hoa này. Vừa ra được vừa ra hoa luôn. Không. Này, cái củ này á, nếu mà bây giờ anh bán á là cỡ khoảng 80 triệu một căn. À, cây hoa này, cái đó, cái hoa này, cây này cỡ khoảng ra với 20 hạt xăng. Cây này. Mình lên vùng xăm gốc này, cái này bỏ thì mình trúng cái phòng cái mô, ha. Nhưng cái nhanh nhất, nhanh nhất. Nhưng mà hiện nay chưa thâm được cái mô của mình, thâm được ok là mình công bố được, mở được đó. Tất nhiên làm cái vụ này mình phải từ từ á, không từ từ đó đúng không, mình không vội vàng được. Lâu quá hết. Là ví dụ cây sâm này bây giờ hắn cũ đây, cho nên sao đó thay vì cái họ hắn đừng phát triển cũ nữa mà hắn phát triển cái hoa này. Cái hoa này ví dụ như đây là 20 hạt thì lên 100 hạt, 200 hạt đó thì cái hạt. Nhưng mà thì đó 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 này rung rung là anh thấy này đó, nằm ở dưới nữa, còn nằm ở dưới nữa đó. Mà răng nó đứa thằng thì cái mô đó, cái mô nữa đó em nói với anh này, này cái cũ này đó, cái cũ này ha, cái cũ này, cái cũ này cũ bự này anh, thì cái cũ này hơi nhỏ, cái này này cái nhỏ nhưng mà cái cũ này hơi nhỏ, cũ lên đó cũ kiểu hơi nằm ngoài mình thì anh thấy nó rất là nhiều à. Thu hoạch xong để cỡ khoảng tháng 10 là bắt đầu rùi lần, rùi lá lần nhưng mà cũng có một số cây, trường hợp một số cây là nó vẫn nguyên đấy, không rùi. Nhưng mà đi tới đây là họ cắt bó bóng là khi nào cắt? Cứ cắt lên là họ thu hoạch xong. Thu hoạch xong là họ cắt, thu hoạch xong hoặc không á. Họ để thời gian tức là cái lá mà chuyển từ màu xanh qua màu vàng một xíu. Thì lúc đó mới thu hoạch. Chứ còn mà thu hoạch cắt sớm quá còn ảnh hưởng đến cái củ. Đúng rồi, ảnh hưởng đến cái củ. Tôi trình năm sau. Nếu thì là cái này là hệ thống tưới này nó khô quá là mình tưới. Bổ sung đúng rồi. Cái có hạt này nhìn đây nhìn cái lá hoa này đó. Cái tàn đó đúng rồi, để lá cái tàn lấp vô. Dạ. Mà củ này là một lợn. Thì đây là một vùng xem gốc á, thì bây giờ anh nói trước anh nên cái mô này bờ làm tụi mình sao quá, để em lấy cái cây mẫn phòng mới cỡ khoảng 4 củ lọ, 4 củ thì ơi chiều qua mưa nước. Đây, củ này nó ra. Củ này dưới này nó đùm bự lắm. Đúng rồi. À, cái này là để dùng để nghiên cứu khoa học. Tất nhà khoa học mà tới đây thì cần xăm gốc thì bọn anh sẽ cung cấp. Thì cái này. Thì cung cấp. Đây, đây mấy cái gỗ này. Vật nhiều quá. Thật này. Mấy trời. Chụp. Rồi gì thứ này. Nam đó thử. Qua bên kia kìa. Cái này cây này cỡ 10 đến 12 năm. 12 năm. Hoa này. Vừa ra được vừa ra hoa luôn. Không. Em kêu vừa cái mô. Ui, có thằng mua dưới đấy chưa? Cái này á, gieo xong sẽ cấp cho dân trong năm 2000 tuổi. Cây này 1 năm tuổi hiện nay trên thị trường cái cây nhỏ xíu rồi. Còn không khí lạnh đó, đi chơi cầu nhé. Thấy gì vậy? Thôi mình đi lên đây. Năm đầu tiên cho mình.
Mới năm đầu tiên đấy. Năm đầu tiên thu tại vườn đó. Ở đây.